thấy mọi người xếp hàng dài khủng khiếp thế này. Đó. Để vô trong Costco mà không dám quẹo vô đây. Ok, đi vô đây cho mọi người xem. Oh my god. Đó. Ôi trời ơi. Cái line nó dài như vậy rồi bao giờ họ mới mua được hả? Chào mọi người, hiện tại Đức Tiến đang có mặt tại Walmart tại thành phố Long Beach. Và phải nói vô cùng bất ngờ khi đi đến đây. Đây là cái chỗ bán chuối mà hoàn toàn sạch trơn, không còn một chiếc chuối nào để mình ăn hết ha. Bán sạch hết trơn rồi. Mọi người thấy không, bên này bán chuối bán bắp, tất cả mọi người lấy ghế sạch hết trơn rồi. Và một điều vô cùng bất ngờ khi đến đây đó là Tiến nghĩ là ở đây là thành phố Long Beach, là thành phố tương đối là ở đây người Mỹ nhiều hơn là người châu Á và ấy, nhưng mà tất cả đều bán sạch một cách hết hồn. Đây là nguyên cái khu này là bán mì, không còn cái mì nào hết. Đây là khu bán thịt mọi người nha, tất cả đều sạch, không còn một miếng thịt nào ở đây hết. Đây mình sẽ đi lùi cho mọi người xem, không còn một miếng thịt bò nào ở đây cả, tất cả đã sạch trơn, không còn một cái gì đây cả. Sạch trơn mà sạch trơn, sạch trơn mà sạch trơn, không còn gì hết. Và đây tất cả những đồ đông lạnh đều không còn gì cả. Đây chỉ là hơi lạnh thôi, không có gì lắm. Và nó là cái 7 năm ở Mỹ mà đây là lần đầu tiên Đức Tiến ghé một cái thành phố mà được nhiều người Mỹ sinh sống, nhưng mà có lẽ là nỗi sợ hãi ở đây nó đã làm cho tất cả mọi người đều phải đi mua đồ ăn và phải trữ bằng tất cả mọi giá. Đây là những cái đồ trong tủ, không có gì hết và còn không còn gì cả. Đó, nhìn kìa, nhìn thấy đây, đây đây đó, nhìn kìa, chỉ là bên trong chỉ là những hơi lạnh mà thôi, còn tất cả những cái đây là đã sạch sành sanh, không còn gì cả, tất cả là hết sạch rồi. Và cái clip này quay lên không biết có làm cho mọi người sợ hãi hơn không. Thật sự là không biết. Nhưng mà thật sự khi đến đây, đến khi đang có công việc đi xuống dưới thành phố Long Beach thì mới thấy là cái nỗi sợ hãi nó lan tỏa rất rộng. Và ở đây tất cả những đồ đông lạnh, đây chẳng hạn như ở đây còn được vài hộp, còn được vài hộp cho món này, không còn nữa, chỉ còn vài hộp thôi. Trời ơi, đây là Walmart, hết sạch sành sanh, không có cái gì hết mọi người, hết sạch sành sanh, không còn cái gì để mua hết. Nothing. Oh my god. Và đây những cái đồ mà rửa tay, nước rửa tay gì đây, đây này, họ mua những cái khăn tay, nhà vệ sinh, tất cả là sạch sẽ hết. Và gian hàng này, những cái khăn giấy lau chùi vệ sinh, tất cả không còn cái gì để mua hết mọi người ơi. Oh my god, này họ đang mua những cái đồ về lau chùi vệ sinh nhà cửa và họ đang rất là sợ, lo lắng. Tất cả những cái này đồ liệu lau chùi vệ sinh đều sạch trơn hết. Oh, what the hell? Bao chi, tức là về khăn giấy toilet, đây khăn giấy toilet. Và bên này cũng vậy, đây họ ghi rõ ràng
due to high demand, we are limited to quality of toilet paper and hand sanitizer in Weibo to 2 bucket total. Mọi người mua được 2 cái thôi. Nhưng mà có còn đâu mà mua. Mọi người xem nè. Đâu có còn đâu mà mua à. Bên này cũng vậy. Trống trơn. Đây là Walmart nha mọi người. Và Đức Tiến đang ở Long Beach, chứ không phải ở khu vực người Việt. Khu này là khu nhà giàu à. Thôi cũng không có gì mua, không cần phải để xe nữa. Và tất cả những chip, đồ ăn, đồ hộp, tất cả đều hết sạch. Bên đây mọi người thấy không, không còn gì để mua hết ạ. Còn đây là gì? No more right? It's nothing to buy right? Oh my god, no toilet paper, no water, no chicken. Nothing. Oh my god, I'm so shocked. Mọi người thấy không? Đây. Oh my, đây là những cái đồ mà mua về ăn. Và không còn, còn đúng một hộp đây. Tất cả đã sạch sành sanh. Trống trơn từ trên xuống dưới. Đây một xe của một người khách, họ mua một xe như thế này. Vào đây. Trời ơi. What happened in America? Chuyện gì đang xảy ra đây? Không còn một gì hết. Đây mọi người xem, không còn một gì hết. Bên đây hết sạch tất cả đồ hộp, mì, những lăn nuôi cũng không còn. Hai bên đều hết sạch. Và đây đậu, mễ thức ăn đậu, đồ hộp đã đang móp méo. Trống trơn hết tất cả mọi thứ. Hay chưa buy anything? Ok. Oh my goodness. Và đây cái miếng thịt bò cuối cùng còn là hai hộp ở đây. Không biết mình có nên lấy không trời. Và đây kem. Củ kem còn đúng một hộp, hai hộp. Bên kia sẵn trơn. Và đây cũng sẵn trơn. Nhìn ở đằng kia nó không còn thịt nữa. Bánh mì cũng hết sạch. Bên đây. Oh my god. Tất cả đã sạch sành sanh. Không còn gì hết nha mọi người ơi. Đây. Và đây. Đồ đông lạnh. Đồ đông lạnh hết sạch. Tất cả đồ đông lạnh đều hết sạch. Không còn cái gì để mua. Bên này cũng mua sạch, chỉ còn hộp mà thôi. Tất cả chỉ còn hộp mà thôi. Chia sẻ lít với mọi người để mọi người không phải là nó hoang mang lên, nhưng mà hy vọng là mọi người làm gia đình là ăn nhiều. Có nhiều người ăn thì nhớ mua đồ ăn mình càng sớm càng tốt nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip này. Và nhớ ủng hộ cho Đức Tiến bằng cách nhấn subscribe ở cuối clip nha. Hy vọng là nước Mỹ sẽ không bớt đi hoang mang và thức ăn ngày càng kịp đến như vậy. Và hy vọng là quý vị đã mua đủ kịp đồ ăn để dự trữ cho gia đình của mình. Cảm ơn mọi người, xin chào, hẹn gặp lại.